Rồi quý vị, cái ngày 4 tháng 10 này, Khánh Hòa này em cũng xém trúng nha anh chị, 5085. Đó, em là em số 0 mà nó số 4 mấy anh chị. Xém trúng nó nha. 05085 giờ này cũng khuya rồi. Gần 7 giờ tối rồi cho nên là có lẽ là bây giờ nó bữa em làm như 9 giờ, hôm nay chắc lẽ là nghỉ sớm. Cái này thôi kìa, rảnh rảnh em quay số cho anh chị mình xem luôn. Rồi thì ngày mai đó là anh chị ghé mua thì có những con số sớm quản trị ngày mai ngày 5 tháng 10 đó, thứ năm nha anh chị, quản trị nha. Rồi con 02816060 đó, 029656 018141 054314 055932 097523. Rồi 202563 240359 233417 082797 0357 05 260090 275726 317808 254335 303003 đâu Quang Bình nha, chạy Quang Bình này 090268 057821 à, Quang Bình luôn nha, 20 tờ, 40 tờ, 60 tờ. Rồi tiếp tục là 397544 328181 229672 060027 049688 à, số này em có lấy, em còn có lấy tờ rồi nha anh chị, số này em cũng có lấy tờ này, em lấy rồi nè nha anh chị. À, em lấy hai tờ đây, em hợp với số 0, số 8, số 2 rồi đó nha anh chị, 0, số 2, số 8, số 7 à, em hợp mang số đó nè, em thường hay mua nha anh chị. Rồi thường hay mua mấy số đó, hợp với số em, hợp nên em thường hay mua. Rồi cảm ơn quý vị chị rất là nhiều nha, hãy xem video của em nha, chúc cho anh chị ngày mai thứ năm ngày 5 tháng 10 được vào những con số dài lớn nha anh chị. Hôm nay nếu mà em trúng con tôm lam này nó vô cho em số 4 nữa nha anh chị, em lấy số 0 nếu mà vô số 4 nữa thì em được 3 triệu á đó. Đó, vô giải tư nha anh chị, giải tư được 3 triệu, nếu mà vô số 4 nữa được 3 triệu đó. Bữa thì xém vô đặc biệt cho nên là kể mình chơi thì cũng như bó hụi nha anh chị, em chơi như bó hụi đó, lao lao mình hấu hụi vậy thôi, mình thua bên keo này mình bè bình bài keo khó nha anh chị. Kệ nó bán kinh doanh là nhỏ lẻ nha anh chị đó. Người miền Trung của em bán vé số đây, kiểu bán vé số để ngoài đường nha anh chị, vừa làm nghề bán chân gà cánh gà rồi sửa xe điện sửa xe má rồi hòn vô đó nha anh chị, rồi sẵn bán vé số luôn đó. Nè, kinh doanh nhỏ lẻ bán đem sự may mắn đến cho bà con hả, mình chơi ở quê nha anh chị hả. À, em ở quê em thì em bón quốc lộ 24B hả, xã Tịnh Đông nha anh chị, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, ở đây chưa có lên thị trấn nha anh chị hả, chỉ là thuộc về xã thôn thôi hả, chưa có lên thị trấn nha anh chị hả, cũng là thuộc xã Tịnh Đông thôi chứ chưa có lên thị trấn, thuộc về huyện Sơn Tịnh nha anh chị. Số con đó hả, đâu rồi, chào bà Sang rồi bà ấy rồi, cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều đã xem video của em.